Học cách ăn chuối trứng quốc ngừa ung thư của giáo sư người Nhật Bản. Theo đông y, chuối vị ngọt, tính lạnh, dùng cho các trường hợp táo bón, sốt nóng, khát nước, mụn nhọt, trị xuất huyết, tăng huyết áp, bệnh mạch vành, an thai. Đặc tính chống ung thư và chống oxy hóa trong chuối có đốm đen rất mạnh. Theo chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Nhật Bản, giáo sư Tsurumi Takashi, chuối trứng quốc tốt cho sức khỏe hơn so với khi vừa chín tới. Lúc bấy giờ, khả năng chống oxy hóa của loại quả này mới mạnh nhất. Lượng enzyme cũng nhiều hơn, các chất dinh dưỡng từ đó cũng dễ dàng được hấp thu hơn. Công dụng ngừa ung thư của chuối trứng quốc. Theo kết quả nghiên cứu của Đại học Keio, Nhật Bản, chuối trứng quốc có thể làm nồng độ hoại tử khối u TNF đạt đến mức tối đa, có khả năng giết chết tế bào ung thư. Loại quả này giúp hormone hạnh phúc serotonin tăng lên, hỗ trợ điều chỉnh cảm xúc, giảm căng thẳng, tức giận và thúc đẩy nhu động ruột. Bác sĩ Tsurumi Takashi khuyến nghị chuối chín tự nhiên tới độ trứng quốc từ 40-60% là tốt và giàu dinh dưỡng nhất. Nếu bị đen do dập nát, thâm đen hơn 60% là đã hỏng, cần bỏ đi. 6 lợi ích sức khỏe của loại trái cây bình dân. 1. Chứa hàm lượng kali phong phú, hỗ trợ điều hòa huyết áp. 2. Nhiều chất xơ thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón. 3. Chứa lượng vitamin B6 dồi dào, hỗ trợ sức khỏe hệ thần kinh. 4. Chứa lượng đường, vitamin và các khoáng chất dễ hấp thụ vào cơ thể. Là loại quả thích hợp ăn trước và sau khi tập thể dục để bổ sung năng lượng. 5. Chất tryptophan có thể hỗ trợ điều chỉnh cảm xúc, giải trừ sự mệt mỏi. 6. Hàm lượng mangan trong chuối rất cao. Ăn thường xuyên hỗ trợ tăng cường chức năng não bộ, giúp xương chắc khỏe và cải thiện tình trạng của da. Vì lượng đường và kali trong chuối tương đối cao, bệnh nhân tiểu đường và thận nên tránh ăn nhiều. Tốt nhất là theo lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng.